Từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 6, tại thành phố Huế đã diễn ra hội thi tài năng học sinh sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch toàn quốc lần thứ 2 năm 2015. Hội thi được đánh giá là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của hơn 1.200 tài năng trẻ đến từ 55 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên cả nước. Là một sân chơi mà ở đó các tài năng có cơ hội tỏa sáng, đồng thời cũng là dịp để ngành văn hóa, thể thao và du lịch đánh giá lại công tác đào tạo của các trường trong hệ thống. Hội thi tài năng học sinh sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch lần thứ 2 tổ chức tại thành phố Huế xinh đẹp, nơi có 5 đơn vị đào tạo thuộc hệ thống này, đó là Học viện Âm nhạc Huế, Trường Đại học Nghệ thuật Đại học Huế, Khoa Du lịch Đại học Huế, Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Trường Trung cấp Thể dục Thể thao. Theo ban tổ chức hội thi cho biết, trong 55 đơn vị dự thi, có 18 trường đại học và học viện, 17 trường cao đẳng và 21 trường trung cấp chuyên nghiệp trên cả nước. Trong cái hội thi tài năng trẻ học sinh sinh viên các trường văn hóa thể thao du lịch toàn quốc lần này tại Huế thì ban tổ chức chúng tôi đề ra 4 cái tiêu chí rõ ràng. Cái thứ nhất là khích lệ động viên học sinh sinh viên và giảng viên nâng cao chất lượng đào tạo các cái chuyên ngành để đáp ứng cái nhu cầu xã hội. Thứ hai nữa là chúng tôi tìm ra được những sinh viên học sinh sinh viên tài năng trong tất cả các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch lựa chọn để có cái biện pháp đào tạo cho các em ở mức cao hơn. Cái thứ ba nữa là cũng một cái dịp để chúng tôi kiểm tra lại cái chất lượng đào tạo của các cơ sở. Và cái thứ tư thì đấy là cái cuối cùng nhưng cũng là cái mới và cái rất quan trọng, đấy là thông qua cái cuộc thi này, sau khi tìm ra được những tài năng trẻ, chúng tôi sẽ tôn vinh những giảng viên, những giáo viên, những người thầy đã trực tiếp đào tạo ra những tài năng trẻ cho chúng ta. Tổ quốc và biển đảo là chủ đề xuyên suốt dành cho hai lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch trong hội thi tài năng lần này. Nhằm nhấn mạnh việc các trường văn hóa nghệ thuật, du lịch phải chú trọng đến việc phải đào tạo và bồi dưỡng được những thế hệ học sinh sinh viên có lòng yêu nước, có ý thức giữ gìn những giá trị văn hóa nghệ thuật, di sản lịch sử mang đậm bản sắc dân tộc, góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước bằng chính tài năng và nghề nghiệp của mình. Với 33 đoàn dự thi gồm 300 tiết mục khác nhau, các chương trình biểu diễn nghệ thuật đã thực sự đem đến cho hội thi một sự hoành tráng, đa dạng, nhiều màu sắc về các thể loại, sự công phu và nhiều tính sáng tạo trong dàn dựng và biểu diễn. Có thể kể ra các thể loại được biểu diễn tại đây gồm cả tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, xiếc và ca múa nhạc đương đại. Với nhiều hình thức biểu diễn dưới dạng tiết mục cá nhân và tập thể gồm trích đoạn, độc tấu, đơn ca, song ca, tổ ca, hòa tấu dân tộc. Chủ đề về Tổ quốc với yêu cầu đưa ra là những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa địa phương cũng đã được các đơn vị khai thác một cách triệt để, sinh động và sâu sắc, bằng chính niềm đam mê của các đạo diễn, diễn viên, nhạc sĩ, biên kịch đến từ các trường học. Mỗi chương trình đều có một sắc thái riêng, mang âm hưởng đặc trưng của từng vùng miền, từng địa phương, làm nên tổng hòa bản sắc dân tộc Việt Nam. Năm nay ban tổ chức có rút kinh nghiệm và triển khai nhiều cái công tác tổ chức nó quy củ hơn, chặt chẽ và hiệu quả hơn, điều đó là rõ ràng. Còn về các thí sinh thì lần nào cũng vậy, bởi vì mỗi một lần thi là một thế hệ học sinh, sinh viên, một thế hệ tài năng mới háo hức chờ đợi cái dịp này để thể hiện, chứng minh cái khả năng rèn luyện và học tập của mình trong thời gian qua. Thế cho nên về phía các em và các nhà trường thì cũng có một sự nỗ lực hết sức là đáng ghi nhận. Đoàn của chúng em lần này được tham dự thì chúng em có 4 tiết mục. Tiết mục thứ nhất đó là độc tấu trống vào ngày hội xuân, và tiết mục thứ hai là hát bài Non Nước Hữu Tình, bài tiếp theo nữa là
chúng em chỉ mong muốn là mang một cái di sản văn hóa của Hải Dương cũng như là những cái nét đặc trưng nhất của Hải Dương đến với hội thi. Em là người Khmer thì tham gia tiết mục này em có cảm xúc là rất là vui, rất là vinh dự và rất là tự hào vì mình là người Khmer. Em mong muốn là sẽ đem đến cho mọi người một tiết mục mới mẻ và thích thú. Triển lãm các tác phẩm mỹ thuật dự thi tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh cũng tạo được ấn tượng tốt về ý tưởng và sự sáng tạo của các thí sinh dự thi ở các thể loại hội họa, đồ họa, thiết kế đồ họa, điêu khắc và thời trang. Lĩnh vực này có 107 tác phẩm của sinh viên học sinh đến từ 26 trường đào tạo mỹ thuật, nghệ thuật. Với nhiều chất liệu khác nhau, các tác phẩm đã phản ánh nhiều góc cạnh của cuộc sống mang chủ đề biển đảo và quê hương đất nước, đã đem đến cho người xem những cảm xúc đẹp về nghệ thuật. Nghệ thuật mang hơi thở cuộc sống. Trung tâm thi đấu thể thao 57 Bà Triệu, thành phố Huế là địa điểm diễn ra hội thi tài năng dành cho các nội dung thể dục thể thao. Đây là địa điểm thi đấu thể thao lớn nhất của thành phố Huế. Lĩnh vực thể dục thể thao có số lượng đoàn tham gia khá khiêm tốn, 4 đoàn, 65 thí sinh ở 3 nội dung, taekwondo, karate do và môn bóng bàn. Mặc dù số lượng ít, nhưng các nội dung thi vẫn diễn ra hào hứng, nghiêm túc về luật chơi và có chất lượng được đánh giá là tốt hơn so với hội thi lần thứ nhất vào năm 2012. Các thí sinh đã thi đấu hết mình với tinh thần fair play ở các nội dung cá nhân và tập thể ở hai môn thi là taekwondo và karate do, các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ ở nội dung bóng bàn. Khác với các lĩnh vực khác, các thí sinh thi thể thao đã biết được thành tích của mình ngay buổi chiều ngày 26 tháng 6 sau khi các nội dung thi kết thúc sớm. Đây là lần thứ hai nhưng mà các đoàn về tham dự với cái chất lượng cao hơn trước rất nhiều. Mà tôi cũng đánh giá rất cao về cái tinh thần thi đấu cũng như là các cái kỹ thuật của các bạn. Em rất là vui sướng và tự hào vì mình đã được nhận được tấm huy chương vàng hôm nay. Em xin cảm ơn thầy cô và huấn luyện viên đã tạo điều kiện và đào tạo cho em để em có được những thành tích ngày hôm nay. Em cùng nhà trường cùng đoàn đến đây thì với mong muốn giành được nhiều huy chương, đặc biệt là huy chương vàng và thành tích tốt nhất. Hôm nay thì em giành được huy chương. Hôm nay em được huy chương bạc. Em cũng chưa đạt được mục tiêu của mình đề ra. Nhưng mà cũng như thế để em có thể cố gắng hơn để lần sau. Lĩnh vực thi hướng dẫn viên du lịch diễn ra tại khách sạn Hương Giang trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 với 15 đoàn dự thi gồm 33 sinh viên học sinh chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch. Hai nội dung thi dành cho mỗi thí sinh đó là thuyết minh theo băng hình và tài năng hoạt não, thời lượng từ 5 đến 7 phút một thí sinh. Đó là cây phong ba và cây báo táp. 33 thí sinh đã đem đến những phần thi khá hấp dẫn, lôi cuốn về những điểm đến du lịch tiêu biểu gắn liền với văn hóa và lịch sử của địa phương mình. Những điểm đến gắn liền với biển đảo, lịch sử biển đảo trên các di tích, văn hóa, ẩm thực và du lịch. Phần hoạt não phong phú với các tài lẻ của các hướng dẫn viên du lịch tương lai như đàn, hát, ảo thuật, MC đã làm ban giám khảo và khán giả không khỏi ngỡ ngàng và bị cuốn hút theo câu chuyện của cả bạn. Hoạt não là một trong số những kỹ năng cần thiết của hướng dẫn viên du lịch nhằm tạo không khí sinh động, khiến cho chuyến tham quan thêm hấp dẫn du khách bằng những câu chuyện, trò chơi, sự hài hước và cả những tài lẻ như ảo thuật, xiếc của các hướng dẫn viên. Phần thi đầu tiên là phần thi thuyết trình qua băng hình. Thì em đã chọn là hình ảnh đất nước Việt Nam qua cụ đình Huế để mà thuyết trình. Thì tại vì trên cái hình ảnh mà cụ đình Huế thì có rất là nhiều hình ảnh thể hiện được sự giàu có của đất nước Việt Nam chúng ta. Thì em muốn thông qua đó để em muốn truyền tải đến tất cả các bạn là cái hình ảnh biển Đông của chúng ta đã được khẳng định cái dưới thời của vua Minh Mạng. Dạ. Và cái chủ đề thứ hai đó là hoạt não. Thì em đã chọn chủ đề là hò dạ gạo. Đây là một điều hò rất là đặc trưng của xứ Huế. Em muốn là đưa cái điều hò này đến với tất cả những cái bạn ở các vùng miền trên đất nước Việt Nam. Lần này thì đội của em đến với phần thi qua những nói về đảo Phú Quốc cũng như là giới thiệu sông nước miền miền Tây cũng như để giới thiệu như các anh chị trong khắp miền đất nước về đặc sản của miền Tây. Và cái thứ hai nữa là về đảo Phú Quốc để như xác định lại chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Đến với cuộc thi này thì tất cả ba miền đất nước em được gặp và em được tìm hiểu văn hóa đời sống của ba miền, cũng như là khi các bạn lên thuyết minh, các bạn thuyết minh về nơi sinh của mình, cho nên em đã hiểu biết thêm nhiều về các kiến thức sau này em sẽ góp phần cho cái nghề nghiệp của em sau này. Theo đánh giá của ban tổ chức, đây là một hội thi lớn nhất từ trước đến nay trong hệ thống các trường đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch trên toàn quốc. Nội dung thi phong phú ở cả ba lĩnh vực và đánh giá đúng năng lực đào tạo của các cơ sở dự thi. Các cơ sở đào tạo đã biết tận dụng thế mạnh của mình, của địa phương mình để xây dựng bài thi. So với lần thứ nhất, hội thi lần thứ hai đã có sự tiến bộ vượt bậc về công tác tổ chức và chất lượng của các đơn vị dự thi. Có thể nói là các đơn vị chúng ta chuẩn bị cho cái kỳ thi này rất tốt, rất tốt. Đối với văn hóa nghệ thuật thì các thầy ở các trường cũng đã biết khai thác một cách triệt để những cái bản sắc văn hóa của vùng miền, của quê hương mình, những điệu hò, điệu lý, những bài hát dân ca, những cái nhạc cụ mà được khai thác mà chỉ có những địa phương ấy mới có. Về thể dục thể thao thì bốn đơn vị cũng phát huy được cái thế mạnh của mình. Có thể nói là cuộc so tài cũng diễn ra rất là căng thẳng nhưng rất là fair play. Các em rất là phấn khởi, vui vẻ. Thế còn về du lịch cũng thế, chúng ta đang có một cái chương trình thi hoạt náo của du lịch ở trong này. Thì chúng tôi cũng thấy được rằng là đúng, văn hóa và du lịch thì có thể nói là khai thác triệt để cái đặc điểm, cái văn hóa vùng miền của mỗi quê hương, của mỗi cơ sở đào tạo để thể hiện ra cái bài thi của thí sinh. Tôi cho cái đấy là cái rất tốt, một cái hướng đi rất đúng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra tại hội thi lần này vẫn như những lần trước, đó là sự chênh lệch về chất lượng chương trình, tác phẩm dự thi giữa các đơn vị đào tạo. Cụ thể là giữa các trường cấp tỉnh và cấp bộ. Điều đó phản ánh chất lượng đào tạo chưa đồng đều, bắt đầu từ những chính sách, cơ chế, chất lượng đội ngũ, điều kiện đào tạo và học tập của từng trường. Cái bước tiến bộ đột phá về trình độ của các em thì ở lần này cho tới ngày hôm nay thì chưa có được ghi nhận một cách rõ nét. Tất nhiên thì sự tiến bộ là cái lẽ tất yếu. Thế hệ này phải tiến bộ hơn thế hệ trước. Nhưng ý tôi muốn nói là cái sự tiến bộ một cách đột phá nó tạo ra một cái dấu ấn mới mạnh mẽ, một cái sự đổi mới mạnh mẽ trong sự sáng tạo và trong cái trình độ của các em. Thì điều đó nó còn chừng mực. Những đơn vị ở tỉnh xa, điều kiện và những cái phương tiện để nâng cao cái trình độ hiện đại quá, cái trình độ mình nó còn hạn chế. Cái điều đó là rõ ràng. Thế cho nên là bên cạnh cái bản sắc, cái sự độc đáo và sự cố gắng của các em thì các tỉnh ở xa thường có một cái trình độ chuyên môn còn ở mức độ hạn chế. So với cái chương trình của hội thi này thì đối với đơn vị trường văn hóa nghệ thuật Sóc Trăng thì đây là một cái đơn vị của tỉnh. Như vậy thì so ra thì với các đơn vị trực thuộc trung ương thì họ có điều kiện hơn và họ dàn dựng tốt hơn các đơn vị tỉnh rất nhiều. Tâm nguyện của chúng tôi là không phải là để đào tạo và để đào tạo các em ra là để hoạt động trong tỉnh không. Mà chúng tôi là có định hướng là đào tạo cho các em sau này khi các em ra trường là hoạt động cả khu vực và hoạt động trên toàn quốc. Tôi cũng hy vọng là các cấp lãnh đạo, đặc biệt là cái những lãnh đạo mà cục đào tạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thì cũng cần quan tâm hơn đến các đơn vị mà trường thuộc các đơn vị tỉnh. Kết quả mà ban tổ chức hội thi trao cho các đoàn gồm 60 huy chương vàng, 81 huy chương bạc, 58 huy chương đồng, 30 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải thưởng cho các chương trình gồm 10 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, 6 huy chương đồng, 70 giải thưởng cho các giảng viên, giáo viên, huấn luyện viên có học sinh sinh viên đạt huy chương vàng, 20 giải cho tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ, biên đạo có chương trình tiết mục xuất sắc đoạt huy chương vàng và 3 giải tập thể. Nhiều tài năng trẻ đã được phát hiện,
các thầy cô giáo giỏi được tôn vinh. Đó sẽ là cơ sở để Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có kế hoạch bồi dưỡng dài hạn, đồng thời có kế hoạch, giải pháp và chiến lược phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch, rút ngắn khoảng cách giữa các trường thuộc các cấp quản lý khác nhau, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong thời kỳ mới nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.